Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc E200 sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu hàng ngày 22 tháng 12 năm 2011 ạ. E200 mọi người nhé. Chiếc này là một trong số những chiếc xe mà em thấy khá là nhiều quý anh chị tìm này. Tại vì bản thân nó hiện tại với cái giá thành cửa tiền loanh quanh từ 500 đến 600 triệu thì khó có một sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Để đầu tiên khi mà nói về chiếc xe thì rất là nhiều anh chị sẽ phân vân là nên lựa chọn một chiếc Mazda 3 hay là một chiếc Cerato hay là Atis gì đó. Ở cái cửa tiền 5-600 thì cũng lựa chọn được những chiếc xe đời gần gần đây. Nó rơi vào khoảng 16-17-18, đời cao hơn một chút. Tuy nhiên là Mac E thì nó thứ nhất là nó cùng phân khúc với Camry, là phân khúc cao hơn hẳn. Đó, nó là ở cái phân khúc trên của từng các hãng nhé, chứ không phải nói về giá tiền. Mac E thì tất nhiên nếu so với Camry thì nó chất hơn hẳn và nó hơn hẳn hoàn toàn. Đó. Tuy nhiên thì nó vẫn được xếp vào cái loại sedan hạng D cao cấp. Chiếc này thì sản xuất năm 2011 và lên khá là nhiều đồ chơi. Ở bên trong thì lên màn hình Android thông minh mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ. Ở bên ngoài thì được lắp thêm một bộ vành R20, tức là vành đã lên cái vành đời mới rồi, vành to hơn, vành 20 inch. Nguyên bản của nó là vành 18 inch mọi người nhé. Vành này của nó thì được sử dụng cho vành của đời Mac S đời đó. Ngoài ra thì chủ xe cũng mới thay một dàn lốp Michelin mới, cộng với một gói bảo dưỡng mới bảo dưỡng chiếc xe này gần 80 triệu. Tức là bây giờ nếu như quý anh chị nào mà mua chiếc này thì cũng không phải lo về cái việc bảo dưỡng lăn tăn gì nữa, chỉ việc chạy thôi. Một lưu ý thêm, anh chị có thể nhìn nó hơi bụi bẩn một chút đúng không ạ? Tại vì là chiếc này thì em mới lấy, hiện tại thì cũng chưa có cái xưởng nào hay là cái điểm nào để dọn xe, cho nên là vẫn bụi bẩn còn nguyên. Trời Hà Nội thì nó cũng mưa cho nên là nhìn nó hơi bẩn một chút. Cái này thì không sao, sau khi mà spa em sẽ gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này. Xe thì quý anh chị yên tâm, về mặt chất lượng em sẽ đảm bảo. Quý anh chị có thể check hãng, check lịch sử thoải mái. Cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngấm nước, máy móc nguyên bản. Đấy, ngoài ra thì những cái chiếc mà đời này thì những cái bảo dưỡng và những cái hao mòn theo thời gian thì quý anh chị cũng phải linh động một chút. Ở cái đời này thì nếu như nhá, vừa nãy em có nói là nếu như anh chị rất là nhiều anh chị lăn tăn lựa chọn những chiếc Mazda 3 hay là Cerato hay những chiếc xe ở cái tầm tiền 600 thì cũng có nhiều sự lựa chọn. Thì đây, chiếc này nó cũng có một đặc điểm riêng. Cái này em sẽ tư vấn ngắn gọn để cho quý anh chị có thể hiểu được là nên lựa chọn xe nào nhé. Nếu như anh chị mà thường xuyên chạy đường cao tốc, đường đẹp, đường ngon ấy, thì mà chạy với tốc độ cao thì các anh chị nên tìm hiểu những chiếc xe Mac này. Tuy nó là E200, tuy nó là đời sâu một chút, nhưng cái chất của nó vẫn còn rất là ok, chạy tốc độ nhanh rất là thích, và máy thì nó rất là mượt và êm, độ bốc cũng khá là tốt. Máy nó chạy nó thoát xe, nó không ì nhưng như những chiếc xe Hàn hoặc là những chiếc xe Nhật đó. Xe Đức thì nó có cái chất riêng. Còn nếu như anh chị mà thường xuyên chạy cái đường xấu á, thì có lẽ là không nên đi mấy cái dòng này. Thứ nhất là về cái chi phí bảo dưỡng của nó sẽ tốn hơn. Thứ hai là thật ra thì cũng xin chia sẻ thật luôn với các anh chị là ở cái đời này thì rất là nhiều cái nhựa, rồi thì một số chi tiết nó có thể lộc cộc khi mà chúng ta đi vào chỗ sóc đó, thì nó sẽ có tiếng lộc cộc thì nghe nó khó chịu. Nhưng nếu như anh chị nào mà chạy đường đẹp thì chạy con này rất là thích đó, chạy rất là thích, thích hơn hẳn luôn. Vừa nãy em có nói là cái vành R20 thì em xin lỗi mọi người nhá. Cái này nó là vành R18, vành nguyên bản của nó là R17 thì phải. Em nhớ là không nhầm thì nó là 17, cái vành này nó là vành 18. Nó thay đổi một chút. Đó. Ngoài ra thì vừa nãy em có quay ở phần đuôi, nó là có cái tem 250 AMG, tem đó là tem được thay thế mọi người nhá. Cái nước sơn này này, thật ra nó rất là đẹp. Chiếc này em thấy nước sơn của nó rất là đẹp, nhưng mà do em đi trời mưa nó bụi bẩn này, thời điểm này thì cũng không có điểm để mà rửa xe.
nhưng mà vẫn muốn quay luôn cho anh chị xem mộc mạc về chiếc xe. Về tổng thể thì mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe này còn khá là đẹp đúng không ạ? Nhìn nó cũng khá là chất, nhìn cái bộ đèn rồi mặt ca lăng, cái logo rồi mọi thứ thì nó cũng không phải, nhìn nó cũng không phải cổ quá, nó không phải cũ kỹ quá đâu. Nó còn khá là đẹp và mới. Tiền nào của đấy thôi ạ. Nếu như mình bỏ một khoản tiền ra để trau chuốt về một chiếc xe ở cái xe giá trị nó khác thì ví dụ như những cái xe Nhật, xe Hàn mà 500 đến 600 triệu thì anh chị đi Mazda 3 này đời cũng cao cao đấy, rơi vào khoảng 17, 18, thậm chí là có thể mua được 19 như chiếc vừa rồi em bán 2019 em bán có 585 triệu thôi. Đó, đấy là 2019 luôn. Về cái nội thất nhá, em sẽ cho mọi người coi qua nội thất. Nội thất thì yên tâm, tại vì những dòng này thì kể cả có đi thêm vài năm nữa cái nội thất này nó cũng khá là bền và giữ, và đặc biệt là chủ xe họ cũng khá là giữ gìn, cho nên là cái nội thất này nó cũng đẹp. Đó. Rất là rộng rãi, thoải mái. Ở phía sau này thì có rèm chắn nắng phía sau ạ. Cốp để đồ thì rất là rộng rãi. Một chiếc sedan với cái cốp để đồ thì vô cùng là rộng rãi. Nếu như anh chị mà đi cái tầm Mercedes ở đời này tầm khoảng 2011-12 thì bây giờ Mercedes nhá, em nói là C200 thì nó cũng rơi vào khoảng cỡ khoảng trên dưới 500 triệu rồi. C200 thôi cũng phải 500, hơn 500. Thì chiếc này của em nó cũng giá nó cũng rất là êm. Hiện tại thì chiếc E200 sản xuất năm 2011, màu đen, biển số Hà Nội này. Mà lưu ý một chút là chạy có 9 vạn km thôi, 9 vạn km zin mọi người nhá. Đấy, cái tiếng đóng cửa nó cũng rất là chắc chắn, rất là thích. Đó. 10 vạn ạ, 10 vạn km hôm trước nó là hôm bác chụp ảnh cho em thì nó là 9 vạn 999 ấy. Thì em lại cứ nhớ là 9 vạn. Hôm nay lên đến 10 vạn rồi. Đó. Thì 10 vạn này là 10 vạn km zin nguyên bản, nguyên zin theo xe. Đó, không tua và thường xuyên được bảo dưỡng. Cái xe này nếu như mà được bảo dưỡng thường xuyên thì nó độ bền của nó rất là cao, cũng như là chạy nó rất là thích, yên tâm. Tất cả những cái chi tiết ở đây em mới mua mà nhưng em chưa làm bất kỳ cái gì cả. Đó. Thì nó vẫn còn đẹp được như thế này. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang được bán ở trên thị trường với giá là 585 triệu. 585 triệu quý vị và anh chị nhé. Với một chiếc C200 ở đời này thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 520, 530 rồi. Bỏ khoảng nặng khoảng 50 nữa nhưng mà mọi người đã được đi Mac E chứ không phải là đi Mac C nữa. Đấy, chất lượng nó khác hẳn nhau mọi người nhá. Lưu ý của em. Thêm nữa ở đây thì em có cái màn hình Android, cái màn hình này thì được lắp thêm, thông minh đó, có thể nghe nhạc YouTube rồi thì kết nối Bluetooth hoặc là USB đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Có camera lùi đó. Ở đời này thì nguyên bản của nó là chưa có cam đâu ạ. Cái cam này là mình phải lắp thêm. Đó. Riêng cái bộ cam với cả NDPay này của nó lắp vào em nhớ đâu đó cũng riêng cái bộ màn hình với cả cam lắp vào nó đâu đó nó rơi vào khoảng cỡ 20 triệu đấy, ít nhất cũng phải tầm 20 triệu. Đó, khoảng đấy mọi người nhá. Rồi, trần xe thì em đã quay rồi, còn mới và đẹp. Đây, nội thất khá là ok, ổn. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho quý anh chị có thể xem và trải nghiệm với nó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Ngoài ra thì bên em sẽ lên video thường xuyên vào khung giờ 8 giờ tối đó, trên kênh này. Mọi người nhớ lưu ý hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.